Chào các bạn đã quay trở lại với chương trình robot cho mọi người. Hôm nay thì mình trong quá trình mình nghiên cứu một số mẫu xe điều khiển thì mình có mua một bộ drone. Xin lỗi các bạn, trong quá trình mình muốn nghiên cứu một số loại máy bay điều khiển thì mình có mua một mẫu drone. Đây là mẫu drone Fly Santa Claus, có cái ký hiệu của hãng ở bên này. Và mình mua cái này từ công ty Asan. Asan ở đây, asan.vn. Ok, bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra xem là cái trong cái bộ drone này thì có những cái thiết bị gì. Đây, bộ linh kiện nó rất chắc chắn. Ở đây thì có một tua vít này. Có cả Santa Claus, ông già Noel, Lego này. Đây là một bộ drone rất là nhỏ và bộ điều khiển ở đây. Ok, ngoài ra thì còn một bộ sách hướng dẫn ở đây. Mình thử mở ra xem trong sách hướng dẫn này ghi cái gì. Cái club ông già Noel. Ok, và đây nữa, lúc cửa hàng mình được đưa cho một cái sạc. Cái sạc này thường là đóng trong bộ nhưng mà đôi khi là người ta lôi ra để test nên là không có. Ok, đây là những cái thiết bị để sử dụng cho loại máy bay Santa Claus này. Thì ở những video sau mình sẽ hướng dẫn các bạn cách bay như thế nào nha. Mình mới tập bay lúc nãy rồi nhưng mà để bay được chắc chắn thì mình sẽ giới thiệu việc bay ở các video sau. Ok, video này đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.